các ông, các bà, các bác, cô dì, các thính của các cháu. Hôm nay được sự ủy quyền cũng như là được sự phân công, được sự nhất trí của ông bà Thạch với ông bà Hùng là nhất trí cho ngày hôm nay là ngày lành, tháng đẹp. Đến bây giờ giờ đẹp thì đại diện cho học trò trai chúng tôi hôm nay thì tôi xin giới thiệu tất cả đây là các bác của Trong Long, là thím của Trong Long, là dì của Trong Long và có bố mẹ Trong Long. Cũng như bây giờ là giờ đẹp đẹp, họ nhà trai chúng tôi xin giới thiệu là có sửa lễ ăn hỏi cho cháu Long và cháu Hà. Thế thì lễ nghi thì ta theo tập tục của địa phương cũng như là cổ truyền của các cụ ta thời xưa này lại thì ta phải theo. Thế thì lễ nghi của họ nhà trai chúng tôi hôm nay gồm đủ 7 trang, trong đó nói lại theo tập tục địa phương. Thế thì đến bây giờ chúng tôi báo cáo như này, tất cả ai họ mất luôn các cháu alo được không? Được. Xin mời. Alo. Thưa các anh, các chị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày giữa mùa thu, tiết trời Hà Nội mới hôm nay vẫn khá mẻ, chịu. Ngoài kia phố phường vẫn đông vui, nhộn nhịp và tấp nập. Trong không khí vui mừng và phấn khởi, họ nhà gái được hết pin. Mình đấy chắc khả năng hết pin. Hình như là hết pin. Hết pin, cái kiểu chập chờn ấy, kiểu hết pin. Chưa có lúc nào tôi chia sẻ với quý vị rằng là rể của tôi rất ngoan, cháu Tuấn Long, con trai của bà Thạch Nga. Và lời đầu tiên tôi muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt tới với bà Nga vì điều đó. Quý vị có đồng ý không ạ? Người và hoa rộn ràng chào đón gia đình nhà trai. Tôi xin trân trọng giới thiệu qua anh chị Hùng Hạnh là bố mẹ đẻ của cháu Tuấn Thắng. Hai bác rung cương, hai bác có thể đứng dậy để mọi người nhìn thấy các bác ạ. Các bác ngồi rồi. Cùng cô dì chú bác, anh chị em và bạn bè thân thiết gần xa đã có mặt đông đủ. Alo. Bây giờ thay mặt cho gia đình nhà gái, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị uống nước, ăn bánh kẹo. Và không kể chúng ta là người của nhà trai hay nhà gái, chúng ta mạnh dạn chuyện trò trao đổi cởi mở với nhau. Vì tôi hy vọng sau buổi gặp và hôm nay chúng ta sẽ có thêm những người bạn mới. Chương trình ăn hỏi sẽ bắt đầu bằng việc nhà trai trao lễ ăn hỏi và nhà gái cử người nhận lễ để trình ra tiên. Và kết thúc chương trình ăn hỏi, nhà gái có tổ chức một bữa cơm giản dị nhưng thân mật, một bữa cơm để ghi nhận từ ngày hôm nay hai bạn, hai gia đình chúng ta trở thành thành gia của nhau và hai cháu đã lên vợ lên chồng. Ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp nhất, một ngày kỷ niệm không thể lãng quên. Xin cảm ơn quý vị. Khi nhận lễ thì nhà trai trao lễ thì theo tôi thì chung hơn, và nhà gái nhận từ chung thì chúng ta nhận thôi. Nếu mà nhà thì chật chội thì không có
con mời hai bác trưởng đoàn lên sao. Hai bác đại đứng bên cạnh luôn ạ. Cho hai bà đi trong thì mình một tháng thì chắc cao. Bây giờ là để hai bác thông cứ để hai bác còn đơn phòng cứ để hai bác được giá bác ấy rồi thì có phải con mời hai bác nhìn vào máy ảnh con. Hai bác ơi, mình nhìn vào máy ảnh, mình nhìn ra cho bác được. Nhìn vào đây ạ, nhìn vào đây ạ. Nhìn vào ống kính máy ảnh nhé. Bác nhìn vào đây bác ơi. Một, hai, à, bác gái sao bây giờ mặt bác bị xem khung hình. Một, hai. Ok được ạ. Bây giờ tiếp chụp hai bác gái ra sau đây. Bây giờ hai bác gái. Cau rượu hoa quả thiếu tử là vậy ạ. Cau rồi thì đi đi cau bà rồi các người hai bác nhìn cái ảnh con ạ. Một hai. Ok được ạ. Cái đấy hơi nặng đấy ạ. Đấy mình đỡ tay ra được ạ. Bây giờ một chút mình bỏ cái loại ra ở trên bàn ra lấy cái cả cái gì cho hai cháu hoa quả. Rồi hai bác nhìn cái ảnh con. Một, hai. Rồi, ok được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.